Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn liên tục của Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai lũ lụt khắp nơi, ra thông báo khẩn cấp. Đập Tam Hiệp một lần nữa lại toàn lực xả lũ, càng khiến cho lưu vực sông Dương Tử lũ lụt tràn lan. Vừa qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về tình hình lũ lụt ở Tam Hiệp với tiêu đề Đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Cư dân mạng chế giễu rằng đây là điều mà các bác sĩ thường nói với gia đình bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Điều này tương đương với việc đưa ra phán quyết tử hình cho Đập Tam Hiệp. Do mực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng, con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và tới ngày hôm thứ Ba vừa qua, mực nước đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 29,23m, vượt mức cảnh báo 2m và cách mực nước đảm bảo là 29,73m chỉ 0,5m. Chòi ngắm sông ở Nghi Sương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Và cùng ngày, Bộ Chỉ huy Kiểm soát Lũ lụt Vũ Hán tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện quản lý khép kín các bãi sông Hán Khẩu, Vũ Sương, Hán Dương. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn rất nhiều so với mặt đường dọc theo sông Dương Tử. Sông Dương Tử đã trở thành một dòng sông lơ lửng tại Vũ Hán. Cư dân mạng đều cho rằng do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày toàn lực xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ lưu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo tin của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào lúc 14 giờ ngày hôm thứ Sáu, lưu lượng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 46.000 mét khối trên giây, gấp đôi so với lúc 14 giờ ngày hôm trước. Mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp vượt qua giới hạn 4 mét, đạt tới 149 mét. Vì vậy, vào ngày hôm qua, đập Tam Hiệp lại tiếp tục xả lũ. Tổng quản lý phòng chống lũ sông Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp xuống trung bình 40.000 mét khối mỗi giây, mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 53.000 mét khối trên giây và tăng lên 56.000 mét khối trên giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã một lần nữa toàn lực xả lũ, nhưng mực nước vẫn tăng vọt liên tục. Kể từ ngày hôm nay, mực nước của Tam Hiệp đã vượt quá 154 mét. Nói cách khác, khi đỉnh lũ còn chưa thực sự tới thì mực nước đã tăng thêm 5 mét. Tuy nhiên, mùa lũ đã vào cuối vụ mà đập Tam Hiệp vẫn đang bị đe dọa từng khắc. Hôm nay, CCTV đã đưa tin về tình hình lũ lụt của Tam Hiệp với tiêu đề Đập Tam Hiệp đã làm hết sức, xin hãy ngừng chỉ trích nó. Hãng NTD thì đưa tít xin lỗi Đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Nội dung bài viết về cơ bản là giống nhau và đều nói rằng Đập Tam Hiệp lần này gặp họa lớn, lần này Đập Tam Hiệp cũng đành bó tay bất lực. Tại 52 con sông ở 8 tỉnh đã phát sinh mực nước trên mức cảnh báo lũ. Người dân Hồ Bắc thực sự khó khăn trong năm nay. Dịch bệnh khiến họ bị phong tỏa ở nhà, bây giờ trở lại mưa bão. Vụ mùa đã bị ngập úng trong nhiều ngày. Sau khi nước rút, mùa màng sẽ bị chết mất hơn nửa, chưa kể đến việc nuôi trồng thủy sản. Bài báo ngụy biện rằng Đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình, xin hãy ngừng chỉ trích nó. Đập Tam Hiệp đã ngăn chặn lũ lụt do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử vài tuần qua nên mới bảo vệ được hạ lưu. Tuy nhiên gần đây ở Giang Tây, An Huy và những nơi khác lại có mưa to và đó là trận mưa lớn hiếm có hơn 100 năm qua. Lần này mưa xuất hiện là ở vùng hạ lưu. Dù Tam Hiệp có vĩ đại đến đâu, nó cũng không thể ngăn nổi. Các bài báo nói rằng Đập Tam Hiệp có thể lưu trữ hàng chục tỷ mét khối nước, đồng thời nó cũng gây ra một số lo ngại về lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng nếu đập bị vỡ, nhiều thành phố ở hạ lưu sẽ bị chìm trong nước. Nếu toàn tuyến đập Tam Hiệp bị sập, hồ chứa trị giá hàng chục tỷ sẽ trôi theo dòng nước lũ và tốc độ dòng nước sẽ cao tới 120 km/h. Như vậy, sau 4 giờ, đồng bằng Giang Hán, Hồ Bắc, Kinh Châu, Nghi Sương và các khu vực khác sẽ bị ngập. Sau 10 tiếng, lũ sẽ có thể đổ vào Vũ Hán. Trong 24 tiếng sẽ đổ vào Nam Kinh, lúc đó tổn thất sẽ không thể ước đoán được. Bài báo nói rằng không thể chỉ đổ lỗi cho một mình công trình. Đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình. Điều khủng khiếp nhất trên thế giới là bác sĩ nói với gia đình rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chuẩn bị cho sự đầu hàng trước lũ lụt, bắt đầu đổ lỗi, bây giờ thì nói đã làm hết sức. Lúc đầu họ nói công trình có thể ứng phó với trận mưa lũ 10.000 năm mới có một lần, rồi sau đó nói là 1.000 năm, rồi lại nói là 100 năm và gần đây thì nói không nên ký thác quá nhiều hy vọng, vì vậy bây giờ nói là cần từ bỏ đi. Ngay từ tháng 7 năm ngoái, một người dùng Twitter đã tiết lộ rằng Đập Tam Hiệp đã bị biến dạng
và có nguy cơ vỡ, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc lâm vào cảnh lầm than và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ bị diệt vong. Tin tức này đã làm dấy lên mối lo ngại và sự chú ý của cư dân mạng trong và ngoài nước. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng con đập xác thực có biến dạng nhưng ở trạng thái đàn hồi. Nhưng một nghi vấn đặt ra không thể bỏ qua là phải có chính quyền đang che đậy điều gì. Trước và sau khi hoàn thành Tam Hiệp dường như luôn che giấu một tội ác khó có thể tiết lộ. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm tất cả các cuộc điều tra và biến một vấn đề liên quan đến mạng sống của hàng trăm triệu người dân thành một vùng cấm. Năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp là một con đập vững chắc có thể chịu được lũ lụt 10.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2007, đổi thành ngăn lũ 1.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2008 lại nói rằng nó có thể chịu được lũ lụt 100 năm xuất hiện một lần. Cuối cùng vào năm 2010, nó đã được cho là có thể ngăn lũ lụt trong 20 năm xuất hiện một lần. Có thể nói là thông tin đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi hết lần này đến lần khác. Vào thời điểm đó, CCTV cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp bị hạn chế và không nên đặt hết hy vọng vào con đập. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu khởi công dự án Tam Hiệp, các vấn đề về chất lượng liên tục được báo cáo. Trước khi hồ chứa Tam Hiệp đưa vào sử dụng năm 2003, Tổ nghiệm thu công trình Tam Hiệp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phát hiện hơn 80 vết nứt trên bề mặt đập. Từ năm 2008 đến năm 2012, đã có 401 mối nguy hiểm về địa chất xảy ra trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, hàng năm thường có khí hậu bất thường, những thảm họa như động đất, hạn hán, nhiệt độ cao, lũ lụt lần lượt kéo đến và hồ Bà Dương thì gần như đã khô cạn. Hàng triệu người trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp cũng đã trở thành những nhóm người thực sự chịu thiệt thòi. Bởi vậy, số lượng thư khiếu nại cầu cứu mỗi năm cao hơn tới 85.000 lượt, vẫn tiếp tục không suy giảm sau mỗi năm. Trong nhật ký Tam Hiệp do cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng xuất bản đã bị Giang Trạch Dân ném ra ngoài và nói, sau năm 1989, tất cả các quyết định lớn về công trình Tam Hiệp đều do Giang Trạch Dân đưa ra. Tại lễ kỷ niệm hoàn thành công trình Tam Hiệp năm 2009, không có nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào đến chúc mừng. Đây là điều vô cùng hiếm thấy. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Quân ủy Trung ương đã triển khai 4.600 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của Tam Hiệp. Điều này đủ để tiết lộ những nguy hiểm tiềm ẩn của công trình Tam Hiệp. Thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu xây dựng con đập, đã có hơn 100 công nhân đã chết trong quá trình xây dựng kéo dài. Hồ chứa đã nhấn chìm hai thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc theo bờ sông. Trong khi chính phủ hứa rằng con đập sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng xung quanh hạ lưu, nhưng gần đây lưu vực sông Dương Tử có lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 62 năm, khiến sông và nhiều phụ lưu của nó bị ngập trong nước, lũ lụt. Hơn 168 người đã chết và mất tích, 3,67 triệu cư dân phải di rời và 54,8 triệu người bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại kinh tế 144 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ. Hàng vạn mẫu đất nông nghiệp màu mỡ vốn được sử dụng để trồng 40% ngũ cốc và 70% lúa gạo của nước này bị ảnh hưởng bởi dự án Tam Hiệp. Thống kê cho thấy có khoảng 74.000 mẫu đất nông nghiệp bao gồm cả đất màu mỡ gần sông đã bị mất vào hồ chứa. Ngoài ra, 13 thành phố lớn, 140 thành phố và thị trấn nhỏ hơn, 1.352 ngôi làng, 1.600 nhà máy và 700 trường học cũng bị nhổ bởi dự án đập Tam Hiệp. Theo một nghiên cứu của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, trong 6 năm qua, khi hồ chứa được lấp đầy vào tháng 6 năm 2003, đã có 3.429 trận động đất được ghi nhận dọc theo hồ chứa. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ gần 10 tỷ đô la Mỹ cho công tác tái định cư, chiếm khoảng 40% chi phí của dự án đập Tam Hiệp. Theo BBC, các kiểm toán viên Trung Quốc cho biết số tiền hơn 30 triệu đô la Mỹ đã bị biển thủ từ các quỹ được cấp vào năm 2004 và 2005, đồng thời cảnh báo rằng con số tổng cộng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Khoảng 1,4 triệu người đã phải di rời cho dự án đập lớn này. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cho biết họ tin rằng 272 triệu nhân dân tệ, tương đương 34,8 triệu đô la Mỹ, trong số 9,6 tỷ nhân dân tệ được phân bổ trong năm 2004 và 2005 đã bị chính quyền địa phương chiếm đoạt. Số tiền này lẽ ra phải được sử dụng cho việc cấp nhà ở, xây dựng và các dịch vụ khác như đào tạo việc làm liên quan đến việc tái định cư cho những người dân bị di rời. Thay vào đó, nó được dùng để trả các khoản nợ của các bộ phận khác, trả lương cho nhân viên, xây thêm văn phòng và nhà ở cho những người bên ngoài dự án tái định cư, văn phòng kiểm toán cho biết.
Các kiểm toán viên cũng đã phát hiện ra các trường hợp trả lương cho công nhân không tồn tại và việc tăng chi phí xây dựng dự án một cách không cần thiết. Một phụ nữ nói với National Geographic, chúng tôi phải nhận $600 một người để tái định cư. Chính quyền trung ương cấp tiền cho các quan chức cấp tỉnh của chúng tôi, rồi từ tỉnh chuyển sang quận và quận đưa cho các doanh nghiệp thành phố. Nhưng khi nó đi xuống từng cấp, mỗi quan chức sẽ cắt giảm khoản tiền. Ai biết được những gì sẽ còn lại vào thời điểm nó đến với chúng tôi. Theo một số ước tính, nạn tham nhũng đã tiêu tốn khoảng 12% ngân sách tái định cư. Một số người dân thuộc diện di rời được hứa khoản tiền $4,000 một người. Thực tế họ chỉ nhận được $1,000 một người. Sau khi bị khấu trừ tiền chuyển nhà, trả nhà mới và nhiều loại phí khác, còn có những trường hợp khác không được bồi thường hay giải thích về những gì đã xảy ra với tiền của họ. Một nạn nhân nói với tờ Boston Globe, thật là vô lý và chúng tôi đã đi từ cơ quan này sang cơ quan khác nhưng không ai quan tâm đến việc chúng tôi. Một khi đất đai của tôi ở dưới nước, tôi không biết mình sẽ làm gì sống sót. Một số người trong số này đã đưa vụ việc của họ trình báo lên chính quyền hoặc giới truyền thông và họ đã bị đánh đập bởi những kẻ côn đồ. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.